những giới thiệu về đức giảng sư vô cùng thân quen và khả kính. Bởi thầy có lối giảng dạy rất đặc biệt, ấn tượng và đi sâu vào lòng người, đó chính là giảng sư Đạo Hiệu Thích Nhật Tính, trú xứ tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng con xin mời Phật tử chúng ta dâng cao tràng pháo tay để thay lời chúc mừng và nói điều nhân đại đức giảng sư. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay toàn thể vui thay sen vàng tới thắm ngập tràn niềm tin bốn phương Phật tử công nhân vì tình hạ kính bước chân thầy về. Kính bạch đại đức giảng sư, sau bao ngày chờ đợi, chùa Diệu Pháp của chúng con long trọng tổ chức khóa tu một ngày khá là. Và hạnh phúc hơn là chúng con được tận mắt chiêm ngưỡng đức nhân khả kính của thầy, cũng như tận tai được nghe những lời giảng dạy giáo pháp của đại đức giảng sư. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ giảng sư để ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhụ. Chúng con xem đây là một nhân duyên và phước báo thù thắng cho đạo tràng của chúng con. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp, thành kính đại đức giảng sư ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhụ để chúng con lấy đó làm hành trang trên bức tường tôn nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư liệt vị tiền bối tổ sư khai sơn tạo tự chùa Diệu Pháp. Cung kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về tham dự khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con thành kính ngưỡng cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa chủ trì pháp thể khinh an, chúng sinh vị độ, Phật sự viên thành. Và chúng tôi cũng không quên gửi đến toàn thể quý Phật tử một lời chúc tốt đẹp, một lời chúc đầy hoan hỷ trong ngày tu an lạc ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay hội đủ nhân duyên lành nhận lời mời của đại đức chủ trì trưởng ban tổ chức khóa tu, chúng tôi trở về nơi đây để có một buổi chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý Phật tử. Thì thưa quý Phật tử, vừa qua chúng tôi cũng có trò chuyện với thượng tọa chủ trì, thượng tọa cũng có tâm tình là từ khi trở về nơi đây đến ngày nay là đã hơn 10 năm. Nhưng mà những cái buổi đầu trở về nơi đây là rất là đơn sơ, chưa có gì cả. Nhưng mà trải qua một thời gian với tinh thần dấn thân vì đạo pháp và tinh thần phụng sự Tam Bảo, quý Phật tử đã đồng gia tâm và hiệp lực với thầy chủ trì nơi đây để xây dựng và từng ngày trang nghiêm hơn đạo tràng của chúng ta, và có một cái khóa tu an lạc hàng tháng hai lần để quý Phật tử cùng nhau trở về nơi đây học hỏi kinh nghiệm tịnh tu để chúng ta có thêm những cái tư lương trên bước đường học Phật, cũng như cùng nhau tạo và vun bồi những cái phước đức trong hiện tại và tương lai. Thưa quý Phật tử, trong những ngày cuối năm Canh Tý, đầu năm Kỷ Sửu, thì chúng ta thấy rằng cái không gian se se lạnh báo hiệu một mùa xuân nữa lại trở về. Nhưng mà trong năm vừa qua thì chúng ta thấy là có nhiều biến động, đúng không ạ? Đầu năm thì đại dịch Covid-19, rồi giữa năm là sạt lở miền Trung đấy, rồi gần đây lại thêm là SARS-CoV-2 trở lại nữa. Và chúng ta thấy thời tiết thì luôn biến đổi, năm này nó khác năm kia, vạn vật cũng biến đổi, con người cũng đổi thay nữa. Tất cả chúng ta thấy từ thế giới vũ trụ đến con người đều
đều thay đổi. Và chúng ta cũng thay đổi dần dần theo đó để thích nghi với môi trường. Thưa quý vị, đôi khi vì sự biến đổi của thời gian, của không gian và của vạn vật khiến cho chúng ta luôn bị dao động, khiến cho chúng ta luôn bị chao đảo và không một chút nào bình yên, đúng không ạ? Đất nước thì rơi vào khó khăn, thì kinh tế của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng ta thấy rằng sự thay đổi như vậy, đầy những biến động của cuộc đời, chúng ta không được chút bình yên và tự do, đúng không ạ? Để rồi có một nhà thơ lại thốt lên rằng: tìm gì giữa chốn thế gian, tìm gì thưa quý vị, tìm chút bình an đủ rồi, đúng không ạ? Chốn thế gian này luôn luôn xô bồ, luôn luôn biến đổi, con người chúng ta cũng dần dần theo nó, không được chút bình an. Vì vậy chúng ta trở về nơi chùa Diệu Pháp này tu một ngày an lạc để tìm lại bình an nơi nội tâm của chúng ta. Thật sự thưa quý vị, chúng ta là những người học Phật, chúng ta luôn hiểu về cái giáo lý vô thường mà Đức Phật đã dạy. Vạn vật hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, tâm con người cũng vô thường mà thân cũng vô thường nữa, đúng không ạ? Qua đó chúng ta thấy rằng không có gì là trường tồn bất biến cả, nhưng mà chúng ta lại bị nó chi phối. Chúng ta lại bị những cái tâm trạng buồn, vui, khổ, não, hỷ, nộ, ái, ố trước những cái sự thay đổi của cuộc đời. Vì vậy, giữa cái đường trần đầy dấu bể này, giữa cái cuộc đời đầy dấu bể này, chúng ta cần phải tìm lại sự bình an nơi chính tâm hồn. Vì vậy, hôm nay nhân duyên hội đủ, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Diệu Pháp một đề tài được mang tên Dâu Bể Đường Trần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, dâu bể đó chính là cái sự chuyển biến, sự đổi thay, như chúng tôi vừa trình bày, là sự đổi thay của hoàn cảnh, sự đổi thay của thiên nhiên, sự đổi thay của con người, hay nói cách toàn diện đó chính là sự đổi thay của vạn vật và vũ trụ. Vì thế đạo Thi Hào Nguyễn Du đã từng có hai câu thơ như thế này: trải qua bao cuộc bể dâu, những gì trông thấy mà đau đớn lòng. Có đau đớn không thưa quý Phật tử? Có, đúng không? Và cái đường trần đó chính là cái thế gian này, đó chính là cõi đời này. Đường trần nó khác với thiên đường. Tại vì sao? Thiên đường là cảnh giới an vui, là cảnh giới hưởng được mọi thú vui trên cuộc đời này, là cõi trời đó thưa quý vị. Còn chúng ta là cõi người. Hết hồn thưa quý vị, nói cõi địa ngục chứ. Chúng ta là đang ở trần đường, nó khác thiên đường. Tại vì sao? Muốn được lên thiên đường cần phải tu thập thiện để được lên cõi trời. Chúng ta đang ở cõi người thì chúng ta tu ngũ giới, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói như vậy không phải là chúng ta mang một cái tư tưởng bất an hay là một cách nhìn phiến diện về cuộc đời. Nói như vậy để chúng ta cùng nhau định hướng con đường tu tập của mình để được sanh về một cái cõi giới lành. Muốn được sanh về cõi giới lành, muốn được những cái thiện phước nơi cõi lành, thì hiện tại chúng ta cần phải tu tập. Thường chúng ta rơi vào cái trạng thái khổ đau hay buồn, chúng ta than, chúng ta trách, thưa quý vị, đường trần lắm nỗi oan khiên, đường trần lắm nỗi ưu phiền trái ngang. Như vậy chúng tôi cũng thường nghe ca sĩ nó hát là: đường trần ai cay đắng đọ đài. Đấy, oan khiên rồi não phiền rồi đọa đầy. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng những cái phiền não, những cái đọa đầy đó do chính con người chúng ta tạo ra.
chúng ta cũng biết rằng giáo lý của nhân quả đạo Phật dạy cho chúng con người chúng ta là cái sự tạo phước, cái sự làm việc lành thì dẫn đến một kết quả, một kết quả lành. Và khi chúng ta làm một điều ác, chúng ta gieo trồng một hạt giống xấu thì sẽ nhận một kết quả, một kết quả xấu, đúng không? Vì vậy dâu bể đường trần chính là những cái chuyển biến, những cái đổi thay trên cuộc đời này mà con người chúng ta đang phải chịu, con người chúng ta đang phải nhận lấy. Vì vậy với đôi mắt của một người học Phật, chúng ta cần phải biến cái hồng trần này thành một cõi an vui. Mà đầu tiên đó chính là an vui nơi tự tâm hồn. Nếu mà trong tâm chúng ta không có sự bình an, trong tâm chúng ta không có sự an lạc, thì cuộc sống này đó chính là địa ngục giữa trần gian. Có một người hỏi một vị thiền sư như thế này: thưa thiền sư, thế nào là địa ngục? Thiền sư mới lấy tay tán vào mặt ông ta một cái. Ông ta liền nói: tại sao thiền sư lại đánh con? Con hỏi ý nghĩa của địa ngục mà. Thiền sư mới trả lời rằng: ông đang rơi vào trạng thái của địa ngục. Tại sao? Khi người ta đánh mình phát lên một niệm sân, thì khi ấy mình đang ở trong địa ngục. Thì sau khi thiền sư nói như vậy thì anh này ngộ ra liền: vậy thế nào là thiên đàng? Thiền sư nói: ông đang ở cảnh thiên đàng. Tại sao? Tại ông đã ngộ ra được điều đó, ông đã thấy an vui, đó chính là thiên đàng. Vậy hằng ngày trong tu tập của chúng ta thấy được sự an vui, sự hỷ lạc trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là một ngày ở thiên đàng. Mà ngày nào chúng ta rơi vào cái sự đau khổ, cái sự ưu phiền, thì ngày đó đang sống trong địa ngục, đúng không ạ? Chúng tôi nhớ có một bài sám mà buổi tối nào chúng ta cũng thường tụng là: cuộc hồng trần say vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Qua đó cho chúng ta thấy được rằng sự biến chuyển đổi thay của cuộc đời này, nó là một cái làn gió thổi vào tâm thức của mỗi con người. Chúng ta cần phải có một cái thái độ để đón nhận những cái ngọn gió đó. Thưa quý vị, trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm Thiên Tử Mã Thuyết, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, ở cuộc đời này có 8 thứ mà khiến chúng sanh phải xoay chuyển theo đó. 8 thứ đó chính là: 1 là lợi, 2 là suy, 3 là hủy, 4 là dự, 5 là xưng, 6 là cơ, 7 là khổ và 8 là lạc. Này các tỳ kheo, vì 8 thứ này mà khiến cho chúng sanh phải xoay vần, vì vậy cần phải có phương pháp để đoạn trừ. Quý vị có hiểu 8 điều này là gì không ạ? Lợi đó chính là những cái điều mà lợi lạc cho mình, hay là những cái điều mà chúng ta đang phát triển, những cái sự hưng thịnh. Suy đó chính là những cái thất bại, những cái làm cho chúng ta suy tổn về sức khỏe, về tinh thần. Tiếp theo là hủy. Hủy đó chính là cái sự bị người khác hạ nhục, bị người khác hạ bệ chúng ta xuống, đó là hủy. Dự là chúng ta được tôn vinh lên, là cái danh dự đó, thưa quý vị, được tôn vinh lên. Tiếp theo suy đó chính là chúng ta bị người ta nói xấu sau lưng, bị người ta nói xấu. Tiếp theo cơ là được người ta tán thán, được người ta khen. Khổ là những cái cảm giác đau khổ của cuộc đời. Và lạc là những cái cảm giác vui vẻ mà chúng ta đang đón nhận. Hay nói khác, đây là 8 ngọn gió của thế gian. Chúng ta thường nghe 8 ngọn gió cuộc đời, 8 ngọn gió thế gian. Đây chính là điều mà Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Vì sao mà Đức Phật nói điều này? Tại vì con người chúng ta sống trong cuộc đời này luôn bị chi phối bởi 8 ngọn gió này. Quý vị hãy suy nghĩ,
Ở đây chúng ta cũng 50 năm, 60 năm cuộc đời. Có ai không bị chê không? Có ai không được khen không? Có ai hoàn toàn thất bại không? Có ai thành công không? Chúng ta hằng ngày chúng ta luôn trải qua những cái sự thành công, những cái sự thất bại, trải qua những cái tiếng khen, những cái lời chê của thế gian. Từ những cái tiếng khen, những lời chê, những cái thành công và những cái thất bại ấy khiến chúng ta đau khổ hoặc là an lạc. Đó chính là tám ngọn gió của thế gian. Thì qua chủ đề dâu bể đường trần ngày hôm nay, chúng tôi muốn xoáy sâu vào tám ngọn gió thế gian này, triển khai tám ngọn gió thế gian này đến cho toàn thể quý Phật tử, để chúng ta thấy rằng tu tập không ở đâu xa. Tu tập là những cái mà chúng ta phải đối diện với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đối diện với những cái chất xúc tác đến với chúng ta và những cái cảm thọ của chúng ta. Đó chính là tu đó, thưa quý vị. Chúng ta thường mơ hồ giữa chữ tu này lắm. Không phải tu là phải vào chùa ngồi thiền niệm Phật hay là như thế nào đó là tu. Mà ngày nay chúng ta là những người Phật tử, đôi khi vì những cái vướng bận của gia đình, chúng ta ở nhà chúng ta vẫn có thể tu tập được. Đến chùa cùng đại chúng tu, đó là một cái phước duyên thù thắng. Nếu mà không đủ duyên thù thắng thì chúng ta ở nhà chúng ta vẫn có thể niệm Phật, lại Phật, sám hối, công phu tu tập, thì đó cũng là tu đó, thưa quý vị. Tu là chúng ta sửa từng ngày, sửa từ cái xấu thành cái tốt, từ cái ác thành cái thiện. Tu mà càng ngày càng thấy phiền não thì coi chừng đó là tu sai rồi đó. Tu mà càng ngày không thấy được bình an mà thấy khổ đau kéo tới đùng đùng, đó chính là tu sai đường rồi đó. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh giác trong tu tập hàng ngày. Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là sự lợi suy. Lợi ở đây tức là cái sự phát triển, sự thành công của mỗi con người. Thành công trong tu tập, thành công trong công việc thường ngày, thành công trong cuộc sống. Và suy tức là cái sự thất bại, thất bại trong công việc, thất bại trong cuộc sống và thất bại trong tu tập. Hai ngọn gió đầu tiên là lợi và si. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta ở cái đỉnh vinh vang, chúng ta thành công, chúng ta có một cái thái độ chủ quan, chúng ta thấy rằng mình là đã thành công rồi, mình đã là nhất rồi, nên là không có cái điều gì để khiến cho mình thất bại. Nhưng mà chưa chắc hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Đôi khi một cái yếu tố chủ quan đó làm cho chúng ta thất bại trong cuộc sống. Trên cuộc đời này không ai thành công mãi, cũng không ai thất bại mãi, mà do tâm thái của con người như thế nào thôi ạ. Vì thế Thiền sư Vạn Hạnh có viết một bài thơ như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xưng thì tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi si thạnh ở đời, thịnh si như giọt sương gơi đầu cành. Thì chúng ta thấy rằng cái thân người á, sáng còn thì tối mất rồi, tại vì nó vô thường, chúng ta đâu biết được điều gì sẽ đến bất chợt. Và sự thịnh si, sự thành công, sự được mất cũng như vậy. Đôi khi buổi sáng thành công, buổi chiều lại thất bại. Chúng ta đâu thể mà dự đoán được điều đó. Vì vậy chúng ta cần luôn tỉnh giác với mọi cái sự thành công hay sự thất bại trong cuộc sống. Mà ông bà chúng ta thường nói một câu là thắng không kêu, bại không nản. Khi chúng ta thành công, chúng ta đừng chủ quan. Chúng ta cố gắng giữ cái địa vị đó, cố gắng phát huy cái tinh thần đó. Và khi chúng ta thất bại, chúng ta cũng đừng vội nản. Vì một lần thất bại đó chính là một cái kinh nghiệm, là một cái bước đà để chúng ta phát triển thêm. Đó là hai ngọn gió. Đầu tiên là lợi và si. Quý vị nhớ nha, lợi là
là thành công, là được. Si là thất bại, là mất. Tiếp theo là hủy và dự. Hủy là bị nhục mạ, bị hạ thấp danh dự, bị chèn ép trong cuộc sống. Còn dự đây là vinh dự, được tôn vinh, được mọi người sùng bái. Đây là hai cái cặp đối ngược nhau, cũng như vừa gọi hai cái cặp đầu tiên là được và mất như vậy đó. Cái này là một cái là được người ta tôn vinh, còn một cái là bị người ta hủy nhục. Thì thưa quý vị, chúng ta thường nghe là 9 người 10 ý. Mà chúng ta thường á, thấy người ta thành công hơn mình, thấy người ta giỏi giang hơn mình, mình sanh cái tâm đố kỵ. Từ cái tâm đố kỵ đó mà sanh ra những cái việc là phải làm cách nào để hạ thấp người ta xuống, để nâng giá trị mình lên. Trong cuộc đời này là thương trường là chiến trường. Đôi khi á, ít ai mà công nhận sự thành công của người khác lắm thưa quý vị. Ai mà thấy người khác thành công, mình có cái tâm mà mình thấy bạn đạo của mình được thành công, được nhiều điều tốt đẹp, được hạnh phúc, mình sanh cái tâm hoan hỷ, đó là một cái tâm bồ đề, một cái tâm của người học Phật. Còn mình thấy người ta thành công, mình thấy người ta tốt hơn mình sanh tâm mình ghét, mình sanh tâm mình ganh, thì cái tâm đó không phải là cái tâm của người học Phật, mà tâm đó là tâm của tâm ma, tâm tà. Là người học Phật, chúng ta đi trên con đường để tìm về cái sự giác ngộ, tìm về cái sự giải thoát, hay nói cách khác là tìm về sự an vui trong tự tâm, thì hãy nuôi dưỡng cái tâm hoan hỷ trước mọi cái sự thành công của người khác. Và khi gặp người khác thất bại hay gặp người khác bị hủy nhục, thì chúng ta phải khởi cái tâm từ. Tại vì sao? Đạo Phật của chúng ta là đạo từ bi. Phải có tinh thần từ bi. Từ bi đi đôi với trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây chính là cái sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, khi chúng ta hiểu biết về cái tinh thần từ bi, tinh thần vô ngã, tinh thần vị tha của Đức Phật, thì khi ấy chúng ta khởi được cái tâm từ bi, cái tâm thương người. Thời Đức Phật đó thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo, thì Ngài phát cái lòng để đem giáo pháp của mình đến truyền dạy cho tất cả chúng sanh. Thời Ấn Độ bấy giờ thì có đạo Bà La Môn. Thì những cái vị mà đạo Bà La Môn đó rất là sanh cái tâm ghét Đức Phật. Tại vì sao? Khi Đức Phật mà đi giảng pháp tới đâu á, khi Đức Phật mà đi truyền giáo tới đâu á, thì tín đồ của họ liền quy ngưỡng Đức Phật và đi theo Đức Phật. Tại vì giáo pháp của Đức Phật họ thấy đem đến cho họ được sự an vui, được sự giải thoát, họ liền đi theo Đức Phật hết. Thì thấy tín đồ của mình bỏ đạo mà đi theo Đức Phật, thì những cái vị đạo Bà La Môn này nè, sanh cái tâm thù ghét Đức Phật, nên làm mọi cách để hủy nhục, nhằm hạ uy tín của Đức Phật. Thì bây giờ là có một cái cô gái mang tên là Chiến Già. Cô gái này là mệnh danh là Quốc Sắc Thiên Hương đó thưa quý vị, đẹp lắm. Thì lợi dụng cái vẻ đẹp của cô gái này, những vị đạo sĩ Bà La Môn bàn ra một cách dùng cô gái này để hãm hại Đức Phật. Thì cô gái Chiến Già này hằng ngày đều đi ngang Tinh Xá Kỳ Hoàng, là nơi mà Đức Phật thuyết pháp á. Đi ngang Tinh Xá ấy, mọi người vừa nghe pháp đi ra thì thấy cô gái này đẹp quá, thì hỏi đi đâu. Cô gái Chiến Già này mới nói là tôi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng để tìm gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là người yêu của tôi. Đấy, cô gái Chiến Già này theo sự xúi dục của những đạo sĩ Bà La Môn nói như vậy để cho những người đến nghe pháp mất niềm tin nơi Đức Phật. Một thời gian sau, khi Đức Phật đang thuyết pháp cho hội chúng rất đông, cô gái này một lần nữa xuất hiện. Khi ấy thì cô giả là đang mang bụng bầu, liền đến và trước đại chúng của Đức Phật đang thuyết pháp, thì cô gái nói là cái thai này là của Đức Thế Tôn. Tại vì tôi đến đây hằng ngày, Đức Thế Tôn là người yêu của tôi, cái thai này là của Đức Thế Tôn. Quý vị biết rằng một cái pháp hội mà khi Đức Phật thuyết pháp ấy, không những là những vị
A-la-hán, những vị tỳ kheo, những vị cư sĩ mà còn có chư thiên của các cõi trời xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì thấy cảnh như vậy, chư thiên rất là bất bình, liền hóa thành thằng cái con chuột, chui vào cái áo, cắn ngay chân cái sợi dây, gớt cái bụng bầu giả đó xuống. Đây. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta là một bậc chánh đẳng chánh giác, còn bị những cái sự nhục mạ, những cái sự lăng mạ như vậy, thì xá gì chúng ta, đúng không quý vị? Quan trọng là chúng ta phải có cái thái độ để tiếp nhận những cái sự vinh nhục đó như thế nào. Đấy. Khi ai hủy nhục chúng ta, khi ai chà đạp chúng ta, tâm lý bình thường chúng ta liền đấu võ mồm lại, đúng không quý vị? Nói đụng tôi là không được nha, nói đụng tới tôi là không có được đâu nha. Đấy, chúng ta thường có thái độ như vậy. Người ta nói mình một câu là mình liền trả lại một câu, đúng không? Nhưng là người Phật tử học theo hạnh Đức Phật, ai nói gì một câu, nếu mà câu đó không đúng, câu đó không có mang lại cái niềm hoan hỷ cho mình liền đi chỗ khác, mình im lặng. Tại vì sao? Họ đã sai, mà mình là người học Phật, mình biết cái điều đó là sai, mình cãi lại với họ, chẳng lẽ là hai người đều sai không? Một người đã vô minh rồi, mình đến mình cãi nữa, cuối cùng thành hai kẻ vô minh. Vô minh là dẫn đến sanh tử luân hồi. Vì vậy, trước những cái sự nhục mạ của cuộc đời này, những cái sự lăng mạ của cuộc sống này, chúng ta cần phải học một cái hạnh là hạnh lắng nghe. Lắng nghe để làm gì? Lắng nghe để tìm lại cái sự bình an trong tâm hồn của mình. Không phải lắng nghe để tìm kế. Hôm nay nói tôi một câu, ngày mai đi, đợi đó, hãy đợi đấy, cuộc đời còn dài nghe em. Đúng không ạ? Có không? Quý Phật tử đây có không? Chúng tôi tin rằng quý Phật tử đi khóa tu, chúng ta là người học Phật, thì chúng ta không bao giờ khởi cái niềm lên đó, cái niềm mà ganh đấu, hiềm khích như vậy. Tại vì đó là những cái tâm ô uế, những cái tâm ô nhiễm. Mà cái tâm ô nhiễm thì nó không đem đến sự giải thoát cho mình, ngược lại nó đem đến phiền não. Mà khi phiền não thì không có an vui, mà không an vui thì đọa lạc, đúng không ạ? Thì qua đó chúng ta thấy rằng hai ngọn gió là hủy và dự. Khi chúng ta được người khác khen, chúng ta cũng đừng quá vội đắc ý. Đôi khi họ khen mình nhưng mà chưa chắc điều đó là thật. Nhiều người á quý vị, thấy người đó có quyền có chức, cái khen, cái mặt thì như là giống như là Chung Vô Diệm gì đó, mà khen chị đẹp lắm, chị đẹp dữ lắm đó. Hoặc là gì, thấy mặc cái áo chàng đi đến chùa, chị đẹp quá, hôm nay chị mặc áo chàng này mua đâu đẹp quá, chỉ em mua với coi đó. Khen mà ai cái tâm lý cũng vậy chứ quý vị, khi mà được khen thích lắm, được người khác tôn vinh mình lên thích lắm. Nhưng mà đôi khi á, cái sự tôn vinh đó nó không có thật lòng, nó chỉ là cái lời nói đầu môi đó. Để rồi sau này chúng ta nhận thấy được thật tâm của người đó, chúng ta thấy lời nói đầu môi, em ơi chót lưỡi đầu môi, đúng không ạ? Vì vậy, trước những cái sự hủy báng, những cái sự mà người khác khen chúng ta, thì chúng ta cần phải xem lại. Trong nhà Nho có dạy một cái câu như thế này quý vị: ngô nhân háo giả thị ngô tặc, ngô nhân ác giả thị ngô sư. Tức là cái người mà khen chúng ta đó là cái người ác, là cái người thù. Còn cái người mà nói cái lỗi của chúng ta đó là cái người đó là thầy của chúng ta. Tại vì sao? Đôi khi mình làm cái điều sai, cái điều mà dính vào tham sân si á, họ cũng tham chúng ta, vì chúng ta có quyền, chúng ta có danh, chúng ta có chức, chúng ta có vị, họ khen chúng ta. Rồi theo cái lời khen đó mình chủ quan, đấy, mình làm những điều ác. Còn cái người mà nói cái lỗi của chúng ta đó, đôi khi đó là cái bậc thiện tri thức, họ muốn nhắc nhở chúng ta. Hôm nay chị đi chùa, chị lại Phật, chị phải để cái tâm mình vào đó. Một cái lại Phật á, lại Phật một câu thì phước, niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng, mà lại Phật một lại thì tội gì càng xa. Vì vậy một cái câu niệm Phật của mình, một cái
lại Phật của mình phải giữ cái sự trang nghiêm. Người ta nhắc nhở mình như vậy, khi mình không có tinh tấn thì mình nhận cái lời nhắc nhở ấy để mình sửa, thì đó là thầy của chúng ta, đúng không quý vị? Vì vậy khi ai mà nói lỗi chúng ta cũng đừng có vội buồn, đừng có vội ghét người khác. Mà khi ai khen cũng vậy, cũng đừng có vội vui quá, rồi vì cái vui đó làm mất đi cái đường hướng tu tập của mình. Tiếp theo là hai ngọn gió là xưng và cơ. Thì vừa qua chúng tôi cũng có nói rồi đó. Xưng á, tức là sự khen ngợi, sự tán thán, và cơ là sự chê bai. Mà chúng ta thường thấy là sao quý vị? Cái lời lành á, thì không quá một ngày, đúng không? Lời khen á, thì không quá một ngày, mà cái lời chê á, thì nó luôn luôn đi theo mãi. Vì vậy trong cuộc đời này, thưa quý vị, có một cái quy tắc, đó chính là 100 trừ 1 bằng 0. Quý vị hiểu quy tắc này không? Khi mà chúng ta cố gắng làm những điều thiện, điều lành, dù chúng ta làm đó 10 năm, 20 năm, thì họ không biết tới. Mà khi chúng ta làm một điều sai, một điều gì không đúng, ai ai cũng biết tới. Vì vậy chúng ta có một cái câu như thế này: ngàn năm xây chùa không ai biết, một viên gạch vỡ cả làng hay. Cố gắng dùng cái tâm này để tu tập, để làm những điều lành, điều phước, không ai biết hết. Mà lỡ sơ sức một cái làm một điều quấy, ai cũng biết chứ. Đến chùa tham dự khóa tu, vì đại chúng, nấu nướng vì đại chúng, phục vụ để cho đại chúng an tâm tu học. Đến giờ thọ chay, có cơm, có đồ, có canh, đồ ăn rất là ngon nha. Bỗng hôm đó, sự cố làm bể cái chén, bể cái nồi, xong. Bao nhiêu người phải nhìn, bà này bà đến chùa, bà làm gì không có chánh niệm, bà làm bể đồ của chùa, làm không biết phước bao nhiêu mà thấy tội trước mắt rồi đó. Đấy, chúng ta thấy rằng, bao năm làm bạn với ông Táo, phục vụ đại chúng, không ai biết, không ai khen bà này chứ. Không ai khen, trời, chỉ có cái tâm hy sinh, chỉ có cái sự mà cống hiến phục vụ cho đại chúng an tâm tu học. Lỡ hôm nay bể cái chén, bể cái dĩa, cái là tự nhiên bà nổi tiếng. Chúng ta thấy cái lời khen nó không có lâu, mà cái tiếng chê nó kéo theo dài hết năm này sang năm nọ. Có hai người đi mua ngựa, một người cha và một người con, đi đến một cái căn chợ nọ mua một cái con ngựa. Thì thương con ngựa nên hai cha con này trong trời nắng dắt con ngựa về. Cái đi đến một cái làng nọ, cái những người trong làng nói: hai cha con này thật là ngu ngốc, mua một cái con ngựa tốt như vậy mà không lên cởi để dắt đi bộ. Hai cha con nghĩ lại, người ta nói cũng đúng, tại sao mình mua nó về để mình sử dụng mà tự nhiên cái mình lại làm nô lệ phải dắt cho nó. Hai cha con nhảy lên lưng ngựa cho ngựa cởi, vừa đi qua được mấy căn nhà, có những người khác liền nói: hai cha con này thật ác độc, nghĩ sao như vậy mà cởi một con ngựa, hai cha con mà cởi một con ngựa. Nghe như vậy, người cha liền xuống để cho người con mình ngồi trên ngựa. Đi tiếp một đoạn, lại có một nhóm người nói tiếp: đứa con này thật bất hiếu, giữa trời nắng mà bắt cha mình phải đi bộ, mà mình ngồi trên ngựa để cởi. Nghe như vậy, người con này thấy cũng đúng, thôi người con đi xuống cho người cha lên ngựa. Đến một cái làng nọ, gặp một nhóm người nữa. Nhóm người đó lại nói rằng: người cha này thật ác, con mình còn nhỏ như vậy, không cho lên cởi ngựa, mà bắt con mình phải dẫn cho mình ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa. Nói tới đây, hai cha con không biết làm gì, liền đi xuống ngựa tiếp tục dẫn như ban đầu. Thì cái lời khen, cái tiếng chê cũng như vậy đó quý vị. Gặp người này thì họ khen mình, gặp người khác họ chê mình. Gặp người này thì họ tán thán mình, gặp người khác thì họ hủy mạ mình. Lời khen tiếng chê của thế gian là vậy đó. Vì vậy á, Thượng Tọa Chân Quang có một cái câu nói như thế này: dây đâu mà dăng ngang trời, tay đâu che hết miệng đời thế gian. Miệng đời thế gian là vậy. Vì vậy á, chúng ta thường nghe câu nói là gì? Nghiệp tụ dành môi. Nói riết rồi nghiệp nó tụ trên bờ môi mình đó. Sao cái nghiệp tụ dành môi là nghiệp trôi công đức. Bao nhiêu công đức cũng vì cái khẩu nghiệp mà mắc. Thì chúng ta thấy qua câu chuyện hai cha con và con ngựa này, chúng ta cần phải có
cái sự làm chủ cái tâm mình trước những cái lời chê và tiếng khen của cuộc đời. Đừng vì một lời chê, đừng vì một tiếng khen mà chúng ta thay đổi cuộc sống của mình, thưa quý vị. Có hay chăng chúng ta phải phản tỉnh và nhìn lại chính mình. Họ chê mình đúng hay chưa? Họ khen mình đúng hay chưa? Mà nhà thiền thường có cái câu là khoảng quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là nhìn lại chính mình. Tu tập là nhìn lại chính mình, nhìn lại cái tâm mình, nhìn lại cái hành động mình, nhìn lại thân, nhìn lại khẩu và nhìn lại ý. Đó là một người là tu tập đó, thưa quý vị. Đức Phật của chúng ta cũng như vậy. Một lần nọ, trên đường mà Đức Phật đi khất thực cùng các vị tỳ kheo, thì có hai vị bà la môn đi sau, một người thầy và một người trò. Thì thấy được cái oai nghi trong từng bước chân của Đức Phật, thấy được cái sự toát lên từ cái phạm hạnh, thì người học trò khen Đức Phật liền, dùng hết lời để khen. Nhưng mà người thầy với cái tâm hiềm khích, vì là đạo sĩ bà la môn mà đâu thích Đức Phật, dùng cái lời chê. Thì những vị tỳ kheo trong tăng đoàn khởi lên một cái suy nghĩ, tại sao mà hai thầy trò cùng một con đường, cùng một tư tưởng, mà một người lại khen Đức Thế Tôn, còn một người lại chê Đức Thế Tôn. Về tới tinh xá, Đức Thế Tôn mới giảng cho các tỳ kheo. Đức Thế Tôn nói rằng, người thầy chê ta như vậy không đúng, mà người học trò khen ta như vậy cũng không đúng. Chỉ có đệ tử của bậc thánh hoặc là bậc thánh mới khen Như Lai. Ở đây ý của Đức Thế Tôn muốn nói lên rằng, đệ tử của bậc thánh tức là người có cái nhìn chánh kiến, người có cái nhìn thấy biết như thật. Thấy ở đây đó là thấy về cái sự giác ngộ của Ngài. Thấy ở đây tức là thấy những cái thiện pháp mà Ngài đã giảng cho chúng sanh, những cái lợi lạc mà Ngài đã khai ngộ cho chúng sanh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đệ tử của bậc thánh là những người có sự thấy biết như thật. Thấy biết như thật ở đây là thấy về cái sự khổ, thấy về cái nguyên nhân của khổ, thấy về cái con đường gì khổ, và thấy về cái sự niết bàn là nơi an vui. Đó là tứ thánh đế đó, thưa quý vị, mà chúng ta thường học đó. Đó là cái nhìn như thật, cái nhìn như kiến. Vì vậy đừng bận tâm những lời khen, những tiếng chê giữa cuộc đời này. Có sạch hay trong cũng do chính chúng ta biết. Chúng ta có xấu hay chúng ta thiện cũng do chính chúng ta biết. Không phải vì một lời nói của thế gian mà khiến cho chúng ta xấu. Không phải vì một lời khen của thế gian mà khiến cho chúng ta thiện. Thiện hay ác, xấu hay tốt là do chúng ta huân tập trong cuộc sống hàng ngày. Huân tập những điều thiện, huân tập những hạt giống thiện, huân tập những cái lời Đức Phật dạy, những cái lời giáo lý của Đức Phật làm an lạc cho mình, làm an lạc cho gia đình mình, làm an lạc cho mọi người xung quanh. Thì đó mới là cái nhìn chánh kiến và cái nhìn như thật. Thưa quý vị, và cuối cùng là hai cái ngọn gió, đó là khổ và lạc. Hai ngọn gió này nó giống như là cái cảm thọ của con người. Khi ai đem đến cho chúng ta một điều có lợi thì chúng ta liền thấy vui. Ai cho một món quà chúng ta liền vui, đúng không ạ? Mà khi ai chửi chúng ta một câu, ai mắng chúng ta một câu, chúng ta liền đau khổ. Thì chúng ta liền nhìn ra đây là những cái cảm thọ của mình. Có lạc thọ, có khổ thọ và có xả thọ. Lạc thọ là những cái cảm giác an vui, những cái cảm giác hoan hỷ trong nội tâm. Khổ thọ là những cái ưu phiền, những cái phiền não trong nội tâm của mình. Đó là khổ thọ. Và cuối cùng là xả thọ, tức là những cái trạng thái mà không vui không buồn. Trước những cái vui cái buồn dửng dưng, mình thấy đó là không phải là cái sự thật, đó không phải là cái trường tồn, nên mình giữ vững cái tâm mình để tiếp nhận. Đó là xả thọ, không bị vướng mắc. Vì vậy chúng ta học cái hạnh buông xả là như vậy đó. Buông xả những cái phiền não, buông xả những cái ưu phiền, và buông xả luôn những cái an vui hạnh phúc. Đó mới là cái tâm của người học đạo đó, thưa quý vị. Thì qua đây chúng tôi xin tổng kết lại 8 ngọn gió cuộc đời một lần nữa để quý vị được nhớ. Đầu tiên đó là thành công. Thứ hai là thất bại.
Thứ ba là sự chà đạp. Thứ tư là sự vinh quang, vinh dự. Thứ năm là sự chê. Thứ sáu là tiếng khen. Thứ bảy là sự khổ. Và thứ tám là sự vui. Đơn giản như thế thôi, có tám điều như thế thôi. Mà đôi khi bị nó quật chúng ta, bị tám ngọn gió này đẩy chúng ta, bị tám ngọn gió này làm cho chúng ta mất phương hướng. Nếu mà một người học Phật, một người mà chúng ta hiểu về cái bản chất thật của tám ngọn gió này thì không bị dao động, thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng khi mà cái sự được mất, thành công thất bại đến với chúng ta, đó là một cái lý nhân quả của cuộc đời. Đấy, chúng ta hiểu về giáo lý nhân quả là cái điều đầu tiên để chúng ta đối trị với tám ngọn gió này. Khi mà ai đem đến cho mình một cái sự đau khổ thì chúng ta liền suy nghĩ rằng trong hiện tại kiếp này hoặc nhiều kiếp trước mình đã đem đến một sự đau khổ cho người khác, nên ngày hôm nay mình nhận lại, sanh cái tâm hoan hỷ để bình tâm vượt qua những cái đau khổ đó. Hoặc là ai đem đến cho mình một niềm vui, một niềm hạnh phúc, biết chắc rằng trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo những cái nhân duyên thù thắng, hôm nay mình có được niềm vui này. Khi có được niềm vui này thì phải cố gắng giữ cái niềm vui này như thế nào để không bị dao động giữa cuộc đời. Thưa quý vị, Đức Phật cũng có dạy rằng được mất, nhục vinh, khen chê vui khổ trong thế giới loài người là những pháp tùy thuộc, sinh diệt và vô thường, chúng không ngừng thay đổi. Đức Phật nói là đây là những cái pháp thường tình của thế gian, nó sinh diệt vô thường, nó không đứng yên ở một chỗ. Vì vậy, cái thứ hai là chúng ta phải quán xét về cái lý vô thường. Chúng ta thường nói là vô thường, chiếc lá rơi đó là vô thường, một người chết đó là vô thường. Nhưng mà đôi khi, thưa quý vị, vì cái vô thường này đó mà chúng ta đau khổ đó. Vì cái vô thường này mà bao nhiêu người phải nước mắt chảy ngược vào tim. Đấy, không phải học Phật mà hiểu vô thường là chúng ta ứng dụng được liền đâu. Đôi khi trên văn tự nó khác, thưa quý vị. Khi mà ra đụng chạm với cuộc sống hàng ngày, nó khác. Quý vị có thấy như vậy không? Chúng ta thấy khác liền. Vô thường đó là cái sự là không thường còn, cái sự biến đổi. Nhưng mà chủ yếu Đức Phật dạy lý vô thường để con người chúng ta nhận ra được cái chân thường. Mà chân thường ở đây là gì? Là chân tâm Phật tánh vốn có trong mỗi con người đó. Là cái thiện vốn có trong mỗi con người. Chúng ta thấy rằng một đứa trẻ sinh ra, thưa quý vị, chưa ai dạy nó ác thì nó có biết ác không? Đâu có ác. Nếu mà nó không ác thì đó là thiện. Như chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta sinh ra ở một nơi luôn làm những điều thiện lành, sinh ra ở một nơi luôn biết tu tập thì chúng ta thành một con người, người tốt. Mà khi chúng ta sinh vào một cái nơi giang hồ, một cái chốn giang hồ, thì khi ấy chúng ta bị nhiễm cái bản chất của bên ngoài. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong mỗi con người đều có mỗi hạt giống thiện lành. Nhưng mà vì cuộc sống bên ngoài chi phối, vì cái gió của cuộc đời, cái bụi của cuộc đời che mất đi cái thiện đó. Vì vậy Đức Phật nói vô thường để chúng ta phản tỉnh lại, chúng ta tỉnh giác lại, nhìn cái chân thường đó chính là chân tâm của mỗi con người. Ai cũng có chân tâm, ai cũng có Phật tánh. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị tụng kinh Pháp Hoa buổi sáng đó, kinh Bổn Môn Pháp Hoa đấy, quý vị có biết đại ý của kinh Pháp Hoa hay là cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa là gì không? Không biết đúng không? Chúng ta mơ hồ đúng không? Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ra chỉ mục đích chính, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là khai cho chúng sanh, mở con mắt cho chúng sanh thấy được cái chi kiến, là cái chánh kiến, để nhập vào cái tâm tư, nhập vào cái sự giác ngộ. Ở phẩm tựa chúng ta cũng thấy rằng á, Bồ Tát Di Lặc mới hỏi Bồ Tát Văn Phụ Thù rằng tại sao Đức Thế Tôn lại hiện những cái điềm lành này, tức là tướng long trắng giữa trận mài, phun ra ánh hào quang sáng chói chùm khắp cả thế giới tam thiên đại thiên đó,
Tại sao có những điềm lành tốt như thế này? Thì Đức Phổ Hiền, Đức Bồ Tát Văn Thù, xin lỗi, Đức Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng đó là một cái nhân duyên lành để Đức Phật chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, trải qua 28 phẩm, nhưng mà yếu chỉ là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Vì Đức Phật biết rằng ở đời mạn pháp chúng sanh bị những cái ô nhiễm, những cái uế trược nên sanh vào sanh tử luân hồi, nên Ngài nói kinh Pháp Hoa như vậy để cho chúng sanh mở ra được con mắt trí tuệ, để khai thị cho chúng sanh, để cho chúng sanh giác ngộ, tìm về với cái chân tâm, cái bản tánh vốn có mỗi con người. Nhớ nha, hôm nay là nói cái yếu chỉ này là nhớ để mai mốt mà tụng kinh Pháp Hoa mà tịnh tụng o o o mà ta hỏi chị ơi, chị tụng kinh Pháp Hoa, vậy kinh Pháp Hoa nói gì chị? Không biết nữa, chết liền, không biết tu làm sao. Giỏi lắm, tinh tấn hành trì giỏi lắm, nhưng mà hỏi tới không biết. Vì vậy á, đạo Phật chúng ta có một câu á, trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thì nghiệp đấy. Đó là học Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta bái sám, đó là tu phước đó quý vị. Chúng ta nghe Pháp, chúng ta học Pháp, đó chính là tu huệ. Có phước có huệ thì mới viên mãn được đường tu. Có trí tuệ mình mới hiểu biết rằng cái phương pháp đó là tu đúng, cái phương pháp đó là tu sai. Có hiểu biết, có trí tuệ chúng ta mới biết rằng bố thí như vậy là đúng pháp, làm lành như vậy là đúng pháp. Còn không có trí tuệ thì ai làm sao tôi làm vậy, mà nếu ai có làm bậy thì tôi cũng làm theo. Đấy. Thưa quý vị, Đức Phật cũng như vậy. Có một nhóm đạo Bà La Môn chửi Đức Phật, Đức Phật đành im lặng, Đức Phật không nói gì cả. Bà La Môn mới hỏi Đức Phật rằng tại sao tôi chửi Ngài mà Ngài im lặng, Ngài có bị điếc hay không? Đức Phật trả lời rằng là ta không bị điếc. Vậy không bị điếc, sao không nghe những lời ta chửi? Đức Phật mới nói rằng ví dụ như nhà ông có một buổi tiệc, mời những vị thân nhân đến. Sau khi tàn tiệc thì ông tặng quà cho những vị ấy, những vị ấy không nhận thì món quà ấy sẽ thuộc về ai? Thì Bà La Môn nói rằng tất nhiên là món quà đó thuộc về tôi rồi. Cũng như vậy, khi ông chửi ta mà ta không nhận thì món quà đó thuộc về ông. Đấy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng nếu mà ai đem đến cho chúng ta một sự phiền não, ai chửi chúng ta, ai hủy nhục chúng ta, chúng ta không nhận điều đó thì họ tự nhận lại món quà ấy. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong nhiều ví dụ, trong kinh điển, trong các bộ luận, bộ lực cũng có nói rằng nếu một người mà ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì nước bọt đó tự rơi vào mặt mình. Nhân gian chúng ta thường có một câu là ngậm máu phun người dơ miệng mình. Thì cũng như vậy thôi, mình làm những điều ác, mình nói những điều ác, mình vu oan, mình hạ bệ người khác, nói xấu người khác, họ không nhận thì chỉ làm dơ miệng mình, chỉ làm dơ cái tâm mình thôi, người ta không có gì hết. Mà cái người mà không nhận những mọi món quà đó, người đó không bị chao đảo, người đó không bị tám ngọn gió cuộc đời lay động. Có một cái câu chuyện Trung Quốc nói về hai vị là Tô Đông Khoa và Phật Ấn. Thì Tô Đông Khoa là một cái nhà thi sĩ cũng có nghiên cứu về Phật học, thưa quý vị. Thì một ngày nọ Tô Đông Khoa mới làm được một bài thơ, sau đó liền gửi đến cho Ngài Phật Ấn để nhận xét về bài thơ của mình. Tô Đông Khoa làm 4 câu như thế này: đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Vốn chơi thân với nhau và học chung với nhau, Ngài Phật Ấn biết rằng ông Tô Đông Khoa này ông rất là giỏi về văn chương, nhưng mà về cái sở tu á, về cái sở đắc á, thì chưa có thâm nhập được, chỉ là diễn tả qua văn tự thôi. Nên thì sư Phật Ấn mới phê lại phê lại hai chữ là nhờ thư đồng đem về cho Ngài Tô Đông Khoa.
Thì lúc đầu á, Tô Đông Pha cứ tưởng là làm được cái bài thơ này gửi đến cho Phật Ấn là sẽ được khen, sẽ được tôn vinh. Nhưng mà mở bức thơ ra thấy hai chữ méo mặt. Thấy hai chữ liền méo mặt. Quý vị biết hai chữ đó là hai chữ gì không? Hạ phong, tức là đánh rắm á. Đó. Rồi cái chữ này thì thầy không có tiện nói, nhưng mà quý vị hiểu đúng không? Thì Ngài Phật Ấn á, mới phê vô cái bài thơ đó là hai chữ là hạ phong. Đọc hai chữ này, Tô Đông Khoa tức quá, trèo thuyền sang sông, đến chỗ ngôi chùa Kim Sơn, đứng ở dưới thiền, hỏi Ngài Phật Ấn, tại sao một cái bài thơ tôi làm như vậy mà Ngài phê vào hai chữ hạ phong, đánh rắm là như thế nào? Cái Ngài Phật Ấn nói rằng, trong bài thơ của Ngài, tôi có đọc được hai câu là tám gió thổi chẳng động, mới có một cái ngọn gió thôi mà Ngài đã động rồi. Mới chỉ một cái lời chê như vậy thôi đã động rồi. Thì tám gió, thử hỏi động một lúc Ngài như thế nào? Đấy. Qua đó chúng ta thấy rằng á, cái người học Phật của chúng ta không những học trên văn tự. Cái văn tự đó là một cái phương tiện để chúng ta đi vào đạo, thưa quý vị. Đức Phật chúng ta cũng như vậy, Ngài dùng tất cả các phương pháp, tất cả các phương tiện để hóa độ, để chỉ dạy cho chúng sanh. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng, suốt 49 năm ta không nói một lời. Đức Phật nói suốt 49 năm Ngài không nói một lời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài, Ngài đã hóa độ biết bao nhiêu chúng sanh. Ở đây ý Đức Phật muốn nói về tướng và tánh. Tức là cái tánh đó, Đức Phật biết rằng trong mỗi chúng sanh đều có cái Phật tánh, cái chân tâm. Nên Đức Phật muốn khai thị để cho chúng sanh thấy được cái chân tâm, cái Phật tánh vốn có của chính mình. Vì thế Đức Phật mới nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Vì chính nơi cái chân tâm ấy, vì chính nơi cái Phật tánh ấy, chúng ta sẽ thành Phật. Mà quan trọng thành Phật hay thành ma là do sự tu tập. Đó là nói về cái phương tiện về tánh. Về tướng là Ngài dùng cái phương tiện, là dùng những cái phương ngôn ngữ, những cái câu chuyện, những cái ví dụ để tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh mà Ngài hóa độ. Cái đó về tướng. Mà Ngài nói rằng ta không nói một lời là Ngài đã xa lìa cái tướng và xa lìa cái tánh. Cái người mà chứng ngộ, thưa quý vị, họ không chấp vào tướng, họ cũng không chấp vào tánh nữa. Giống như trong Bát Nhã, kinh Bát Nhã mình thấy không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, cho đến không có trí tuệ, cho đến không thấy niết bàn. Tu, vô tu tu mà chứng vô chứng chứng, tu đến cái mức độ mà thấy mình không còn nữa, không còn dính vào cái sự đó nữa, mà chứng cũng không còn thấy mình chứng vô nữa. Vì sao? Vì những cái ngã chấp ấy lôi kéo con người chúng ta, khiến chúng ta không được giải thoát. Một ví dụ điển hình như chúng ta cúng dường cho chùa, nếu mà với cái tâm ba la mật đó quý vị, không ai nói gì hết. Chúng ta cúng dường một cách thầm lặng mà chúng ta có điều hoan hỷ, đúng không? Nhiều người á, thưa quý vị, chúng tôi nghe nói như nè, thầy biết không, con về cái chùa này là lúc đó chưa có gì hết trơn, con là người phải đi xin từng miếng ton, là xin từng cái tấm lá để lợp cái chùa này đó, thầy biết không thầy? Nói vậy đó. Là chúng ta còn chấp vào cái tướng, còn chấp vào cái miếng ton này tôi xin nè, chấp vào cái miếng lá này tôi xin mới có được ngôi chùa như ngày hôm nay. Như vậy thì còn phước không quý vị? Không còn phước nữa. Vì vậy khi chúng ta mà bố thí hay chúng ta cúng dường với tâm ba la mật, là cái tâm đó đã vượt qua cái sự thấy và sự biết rồi, nhưng mà đem lại sự hoan hỷ cho mình. Thấy người ta đi chùa, thấy mình ăn chay trường, thấy người ta ăn chay kỳ, sanh tâm chê người ta. Tôi tu nhiều hơn, bà đó tu ít hơn. Đấy. Thấy mình niệm Phật, người ta ngồi, người ta không niệm Phật cũng chê người ta. Bà này đi chùa không tu gì chứ, tôi niệm Phật hết, chàng 108. Đó, như vậy đó. Chấp vô cái tướng, thấy mình hơn người ta. Đúng không? Cái tâm con người nó vậy đó quý vị. Mà khi mình đã huấn luyện được cái tâm của mình, thì khi ấy mình không còn vướng vào những cái tướng, những cái hình gì cả. Thí dụ như đó quý vị, chúng tôi hỏi như thế này, chúng tôi uống cái ly nước này, đối với quý vị, chúng tôi
thấy ngọt hay là thấy đắng? Ngọt hay đắng? Chúng tôi uống chứ quý vị có uống đâu quý vị biết. Thấy chưa? Đó. Qua cái ví dụ này chúng tôi muốn nói đến quý vị một điều rằng ai ăn nấy no, ai tu mấy chứng. Mình có thanh tịnh chính mình biết, mình có an lạc chính mình biết, mình có phiền não chính mình biết. Lỡ như cái ly nước này hồi nãy có ai nặng miếng chanh vô, chúng tôi uống chua chua quý vị nói ngọt sao đúng, đúng không? Vì vậy chúng ta thấy rằng một điều, đôi khi á, những cái hình sắc của thế gian này, những cái tướng thế gian này á, nó đánh lừa chúng ta. Vì cái đánh lừa đó mà mình phải rơi vào những cái trạng thái hỷ nộ ái ố. Vì vậy hôm nay chính chúng ta biết mình tu, chính chúng ta biết mình làm thiện, mình làm lành, mình biết tâm mình ô nhiễm hay không. Nếu mà biết ô nhiễm thì mình phải có cái phương pháp để mình diệt trừ ô nhiễm. Nếu có an lạc thì mình phải có cái phương pháp để cho cái sự an lạc này nó kéo dài hoài. Đó chính là người tu đó. Chứ không phải là tu mà nghe người ta nói sao cái mình hùa theo vậy. Không phải. Nhiều người á, thưa quý vị, chúng tôi thấy theo cái phong trào thời nay, ai đó có một cái scandal gì đó hay là một cái điều gì đó là liền đi đến. Gần đây quý vị có nghe cái câu chuyện của chùa Hoằng Pháp Trung Ương không? Cái chùa mà chuyên nhận về thịt hổ, thịt sư tử, thịt báo gì chùa cho phép ăn mặn đó, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Và chúng tôi thấy biết bao nhiêu cái người làm YouTube đến đó để quay, để đưa lên, ngay cả quay cái nhân vật chính là cái vị thầy đó nữa. Ở đây chúng tôi không nói cái phương diện đúng hay sai, chúng tôi cũng không có khen mà chúng tôi cũng không có khủy báng, nhưng mà chúng tôi muốn nói đến để quý vị thấy rằng chúng ta có con mắt chánh kiến để chúng ta nhìn, chúng ta đủ biết nó là đúng hay sai, chúng ta đủ biết đó là cái đường đưa đến an lạc hay khổ đau, vì chúng ta đã vượt qua những cái đúng sai đó rồi. Nếu còn đúng, nếu còn sai là chúng ta còn chấp. Họ làm như vậy mình có an lạc không? Không. Họ làm như vậy mình có đau khổ không? Không. An lạc đau khổ tự mình làm. Còn việc họ làm như thế nào thì họ đã gieo cái nhân nào thì họ sẽ gặt cái quả ấy thôi. Cái lý nhân quả là cái thước đo để đánh giá cuộc đời này. Đôi khi chúng ta thấy cái chỗ đó nó họ nổi tiếng quá, cái chỗ đó nó hot quá, thấy người ta làm đùng đùng cũng muốn đi đến đó để coi thực hư như thế nào. Đến đó thấy rồi cũng không, đâu có lợi lạc gì đâu. Thà để cái thời gian mà chúng ta đến đó ở nhà niệm một danh hiệu Phật, ở nhà lại một danh hiệu Phật, vậy mà có phước hơn, vậy mà bình an hơn. Cái thị hiếu là như vậy đó quý vị. Người Việt Nam chúng ta ngộ lắm. Khi mà thấy ai đụng xe ngoài đường á, hai bên kẹt đường hết là một lý do thôi, đứng lại dòm coi chuyện gì xảy ra. Thay vì đứng lại dòm đó thì mình phải có cái phương pháp nào để giúp người ta, đúng không? Đứng lại dòm cho kẹt đường chơi vậy đó. Vậy mà có hai người quẹt chiếc xe thôi mà cũng bao nhiêu đôi mắt dòm. Cái thị hiếu của người Việt Nam mình là vậy đó. À, thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta phải quán xét về giáo lý vô thường. Thấy cái hoàn cảnh nó vô thường, thấy cái cuộc đời này nó vô thường, ngay cả cái thân con người chúng ta cũng vô thường nữa. Sáng nay thì khỏe, chiều nay thì mệt, hôm nay thì nóng, ngày mai thì lạnh, nó vô thường. Đôi khi tối nay bước lên giường ngủ, ngày mai chết quèo. Đức Phật nói là mạng người trong hơi thở, một cái hít vào mà không thở ra là đã xong một đời rồi. Quý vị có sợ chết không? Chúng tôi hỏi thật á, quý vị sợ chết không? Không sợ chết, có sợ bệnh không? Sợ. Sợ đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sợ bệnh là vì chúng ta sợ trả nghiệp. Nhiều người nói á, chết là hết rồi, sợ gì? Chưa hết đâu. À, họ hỏi á, thầy chết rồi sao thầy biết? À, chúng tôi mới nói rằng á, chưa chết nhưng mà mình phải luôn tâm niệm và luôn quán xét rằng mình sẽ chết. Mình sẽ chết. Mình tâm niệm như vậy, mình quán sát như vậy để
Mình tu hằng ngày thưa quý vị. Mình trân trọng những ngày mà mình còn được sống, một phút mình được sống, mình trân trọng để mình làm những điều thiện, mình tu những điều thiện. Ấy. Tiếp theo là cái tâm con người chúng ta cũng vô thường. Sáng vui chiều buồn, sáng nắng chiều mưa. Đúng không? Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương. À, cái tâm của chúng ta là gì đó? Cười đây còn chút khóc đó hả? Vì vậy chúng ta luôn quán xét về cái sự vô thường, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, để thấy rằng tám ngọn gió này nó cũng đi theo cái lực vô thường mà Đức Phật đã nói. Nó là cái lẽ thường tình của thế gian. Vì vậy Đức Phật cũng nói rằng trong Kinh Di Giáo, không nên quan tâm đến những cái chuyện của thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Vì sao vậy? Vì những cái chuyện của thế gian, những cái tin đồn đó là những cái lời thị phi. Đôi khi chúng ta nghe một cái lời gì đó, một cái tiếng đồn gì đó, một cái lời thị phi mà làm cho mình đau khổ, không biết lý do luôn quý vị. Thật sự chưa biết cái đó là thiệt là đúng, cái đó là thật hay là ngụy. Dội buồn, dội vui, dội làm mình đau khổ, dội đưa mình đến hạnh phúc vì một cái lời nói của người khác. Vì vậy chúng tôi lấy ví dụ cái ly nước hồi nãy để quý vị thấy rằng chính mình là chủ nhân của hạnh phúc, chính mình là chủ nhân của đau khổ. Hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình tạo ra. Không có ai mà khơi khơi đem lại niềm vui, không ai khơi khơi đem lại hạnh phúc cho mình hết. Chỉ có một người thôi, quý vị biết ai không? Đức Phật. Tại vì sao? Ngài hy sinh cái hạnh phúc cá nhân của mình để tìm đến hạnh phúc cho muôn loài. Nhưng khi chúng ta nhận được những cái lời thị phi ấy, dù đúng dù sai, chúng ta cũng phải nuôi một cái tâm. Đó chính là cái tâm chánh niệm, để mình thấy rằng cái đó là cái chuyện thường tình của thế gian, giữa nhân thế, giữa dâu bể đường trần này á, thì cái chuyện đó nó không thể nào tránh khỏi được hết. Đừng bao giờ lấy cái hận thù để diệt cái hận thù. Không bao giờ có thưa quý vị. Chính vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói bốn câu như thế này: lấy hận diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Chúng ta lấy cái sự oán ghét của mình, lấy cái sự hiềm khích của mình để trả lại cái sự hiềm khích của họ, thì cái mức độ giữa hai người mâu thuẫn ngày nó càng cao hơn, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta lấy cái sự từ bi để đối đãi với họ thì đôi khi hoàn cảnh nó sẽ khác. Nhiều người thưa quý vị chửi mắng mình, nhục mạ mình, nhưng mà khi họ rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đau khổ thưa quý vị, mình giúp họ, cái họ tự phản tỉnh lại. Tại sao đây là một người tốt mà ngày xưa mình lại dùng những cái từ ấy mình chửi, mình mắng họ? Thì đó là chúng ta đang dùng cái tâm từ bi. Mình dùng cái tâm từ bi đó để hóa giải cái hận thù trước kia. Thì đó có phải là cái quy lực không quý vị? Dùng cái từ bi để xóa bỏ đi cái hận thù. Đức Phật của chúng ta cũng như vậy thưa quý vị. Nhiều người đã hại Đức Phật. Nhiều người đã dùng nhiều cái phương kế để hạ uy tín và làm suy giảm giáo đoàn của Đức Phật. Nhưng mà Ngài vẫn luôn nuôi tâm từ. Nếu mà sau này họ có cái tâm sám hối, họ có cái tâm muốn nương về với Phật, Đức Phật vẫn mở rộng vòng tay để tùy phương tiện hóa độ họ. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng như vậy, là một người chuyên gia phá Đức Phật, chuyên gia hại Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật có trả thù không? Không, Đức Phật không trả thù. Nhưng mà cuối đời ông ta đã phát cái tâm sám hối, phát cái tâm muốn hướng về Đức Phật. Nhưng mà khi ấy Đức Phật nói như thế này: ở đời này Đề Bà Lạt Đa không bao giờ thấy Đức Phật. Tại vì sao? Đề Bà Lạt Đa đã phạm ngũ nghịch tội, là làm cho thân Phật ra máu và hóa cái hòa hợp tăng đoàn. Thì ai mà rơi vào cái ngũ nghịch tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và hóa hòa hợp tăng đoàn, thì những người này không có cơ hội để sám hối. Không có cơ hội để sám hối. Vì vậy khi Đề Bà Đạt Đa khởi cái tâm sám hối để đến để đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà còn khoảng vài trăm mét nữa đến Đức Phật thôi, thì cái ấy đất liền nứt ra và chôn sống ông ta.
Đó là cái quả báo địa ngục hiện thời. Chúng ta thấy rằng cái tâm từ bi của Đức Phật đối với mọi loài như vậy, đôi khi á, chiến thắng á, thì sanh thù oán, mà thất bại thì sanh khổ đau. Nếu mà chúng ta sống an lạc, bỏ sau mọi cái sự thắng bại đó thì nó không còn là vấn đề gì cả. Chúng ta thất bại thì chúng ta cố gắng, chúng ta thành công thì chúng ta phát huy làm những điều thiện, những điều lành. Nếu mà thấy ai thành công thì mình sanh cái tâm hoan hỷ, mình vui cho họ, mình mừng cho họ vì họ đã gieo cái nhân lành nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu họ gặp thất bại thì mình dùng những cái phương tiện trong khả năng của mình để giúp đỡ họ. Đó mới thật là một cái người tu học Phật, một người đệ tử Phật đó thưa quý vị. Từ đó chúng ta thấy rằng trước mọi cái sự biến động của cuộc đời này, những cái sự dao động của tám ngọn gió thế gian, thì chúng ta cần phải tu tập như thế nào để quán xét nó. Đầu tiên là vô thường chúng ta vừa nói. Tiếp theo là mình phải học cái hạnh nhẫn nhục. Tại vì sao? Chúng ta đang ở cõi ta bà. Ta bà là kham nhẫn. Kham nhẫn những cái đau khổ của thế gian, kham nhẫn những cái phiền lụy của thế gian. Đấy là cõi ta bà đấy. Vì vậy Đức Phật nguyện dấn thân vào cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh. Chúng ta sống trong cuộc đời này nuôi cái tâm nhẫn nhục. Nhiều người nói như vậy, nhẫn là nhục. Thưa, nhẫn không nhục. Tại vì sao? Nếu người khác đánh mình, người khác chửi mình chửi lại, mình đánh lại, thì cái kết quả như thế nào? Nếu người khác chửi mình, người khác mắng mình im lặng, mình đi chỗ khác, mình không nói một lời nào thì nó sẽ không tổn hại đến ai cả. Vì vậy sống giữa cuộc đời này thưa quý vị, đôi khi chúng ta thấy rằng tám ngọn gió này nó thổi đến thình lình lắm, nó không báo trước. Nhưng với cái tâm vững vàng, cái tâm bất biến của mình có thể vượt qua những cái ngọn gió cuộc đời này. Giống như chúng ta muốn thưởng thức một cái hoa hồng thì chúng ta phải chấp nhận một điều, đó chính là hoa hồng nó có gai. Muốn tận hưởng được một cái vẻ đẹp của hoa hồng ấy thì chúng ta có cái tâm tỉnh giác, biết đây là một cái loài hoa có gai. Khi mình ngắt một cái bông hoa hồng hoặc là mình cầm một cái hoa hồng, mình luôn tỉnh giác thì cái đó là cái tâm mình đã vững vàng. Thì quý vị hãy quán xét rằng những cái gai nhọn của cái hoa hồng ấy, đó chính là những cái si, những cái hủy, những cái khổ của cuộc đời, những cái ngọn gió của cuộc đời. Và cái bông hồng đẹp đó, đó chính là cái sự thành công, cái sự an lạc. Khi chúng ta tỉnh giác và chúng ta thấy rằng điều đó thì không còn những cái đau khổ giữa cuộc đời, những cái đau khổ như trần thế này nữa. Chúng ta làm chủ tâm mình. Đôi khi á, thưa quý vị, cái tâm mình nó như con ngựa vậy đó, nó thay đổi. Vì vậy tổ sư á, chư vị tổ có dạy rằng á, tâm người thì như vượn chuyển cây, như ngựa rong chơi nơi đồng nội vậy đó. Nếu như con vượn nó nhảy từ hết cây này sang cây khác, nếu như con ngựa nó chạy hết từ chỗ này sang chỗ khác. Vì vậy chúng ta cần có phương pháp để buộc tâm mình lại. Buộc tâm mình lại để dựng cái niềm tin đối diện với những cái đau khổ của cuộc đời này, để đối diện với những cái ngọn gió của cuộc đời này. Thưa quý vị, đời con người chúng ta cũng giống như một dòng sông vậy thưa quý vị. Khi nước lớn, khi nước ròng, đúng không? Giống như một cái bờ sông, lúc thì lở, lúc thì bồi. Đôi khi mình thành công, đôi khi mình thất bại, đôi khi mình được khen, lắm lúc mình bị chê. Thì giống như dòng sông đó, có nước lớn thì có nước ròng, có bên lở thì có bên bồi. Nhưng mà đôi khi cái nước lớn, nước ròng ấy, cái bên lở, bên bồi ấy, đó là những cái chất liệu, đó là những cái nét đẹp riêng của con sông. Thì chúng ta cũng như vậy. Những cái sự thành công hay những cái sự thất bại, những cái lời khen tiếng chê trong cuộc đời này, đó cũng là cái chất liệu để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm mình trong hàng ngày. Thưa quý vị, sống không giận, không hờn, không oán trách. Đấy, sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên kịp ánh nắng ngày mai.
sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống thênh thang danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Quý vị nhớ điều này nha. Đấy. Mình sống mình không giận ai, mình không hờn ai, mình không oán trách ai cả, vì chúng ta hiểu được cái định lý vô thường, cái nhân quả của cuộc đời đấy. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, biết rằng những cái thử thách này đó là cái chất liệu để chúng ta vươn lên. Cái sự thất bại là cái nền tảng để chúng ta đi lên thành công, đúng không? Ví dụ như chúng ta trồng cái cà phê, hay là chúng ta trồng cái điều, cái mùa này mình làm nó thất bại, mình biết là do cái mùa này đó tưới phân nó nhiều quá, hoặc là do cái thời tiết nó làm sao, mùa sau mình rút kinh nghiệm. Vậy cái thất bại của mùa này nó làm cái kinh nghiệm cho mùa sau, đúng không ạ? Đấy. Sống vươn lên kịp ánh nắng ban mai, tức là sống mỗi ngày mỗi hướng thiện, mỗi ngày mỗi làm điều thiện, sống tích lũy công đức, tích lũy đạo đức. Hoa thơm thì nhờ nhị, mà người có giá trị thì nhờ cái đạo đức. Cái đạo đức là cái thước đo đánh giá cái đời người của chúng ta. Người học Phật của chúng ta lấy 5 điều căn bản là 5 giới cấm làm cái đạo đức, mà buổi sáng cô Hạnh Trơn có nhắc quý vị đọc đó, hiểu không? 5 điều đạo đức đó là cái thước đo, là cái chuẩn mực đạo đức. Sống chan hòa với mọi người chúng sống, là sống trong một cái đời sống lục hòa, không thấy hơn, không thấy thua, không ganh tị, không hiềm khích. Bạn đạo đến đây cùng nhau tu học, bạn đạo đến đây cùng nhau tụng kinh, cùng nhau nghe những lời giáo lý, là chắc hẳn rằng nhiều nhân duyên, nhiều kiếp trước mình đã hội đủ cái nhân duyên lành để ngày hôm nay trở về nơi đây, cùng sống trong cái ngôi chùa Diệu Pháp, cùng phát triển tâm lành mình tại mấy chùa Diệu Pháp này, đúng không ạ? Nhiều khi không đủ nhân duyên, không đủ những cái thù thắng, cái phước của nhiều đời trước, mà giờ này càng phải đang ngồi ngoài chợ cá đập đầu từng con cá để mang cái nghiệp sát sanh. Trở về hôm nay tu một ngày là để tịnh hóa cái thân, tịnh hóa cái khẩu, tịnh hóa cái ý. Nhớ nha. Vì vậy chúng ta có cái câu nói trong kinh đó: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mình, nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu thanh tịnh, thì đó là vãng Tây Phương. Quý vị đừng nghĩ vãng sanh là chết là mấy vãng sanh, đó là mang một khía cạnh thôi. Vãng có nghĩa là qua, sanh là sanh cái mới. Ví dụ như một cái tâm niệm chúng ta làm cho một cái tâm niệm sanh, vãng sanh, là chúng ta đã đi qua được cái sân đó rồi đó. Cái sân đó nó vãng sanh qua cái chỗ khác rồi. Nhớ như vậy. Chứ không phải là vãng sanh là đợi chết mới vãng sanh qua kiếp khác không. Nhớ như vậy. Sống là động nhưng lòng không bất động, là trước 8 ngọn gió cuộc đời này luôn dao động, nhưng mình không bất động. Vì sao? Vì mình đã có cái tâm vững vàng để đối diện với những cái lời khen, những cái tiếng chê, đối diện với những cái sự khổ, đối diện với những cái niềm vui. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, tức là thương mọi người, thương mọi loài, nhưng không dính vào cái chữ ái để làm khổ mình, làm khổ người. Đôi khi dính vào cái chữ ái đó mà khiến phải sinh tử luân hồi, phải không? Tôi chết, cái món đồ này không biết để lại cho ai, dính vào cái ái. Tại vì sao? Tôi yêu cái món đồ này quá, tôi thích cái món đồ này quá, món đồ này của tôi, món đồ này là sở hữu của tôi, món quà đồ này là tự ngã của tôi, vì vậy tôi rơi vào sanh tử luân hồi. Đấy. Và cuối cùng, sống hiên ngang danh lợi mỗi coi thường. Ở đây nói như vậy không phải là chúng ta coi thường danh lợi, mà chúng ta bỏ đi những cái danh lợi. Chúng ta thấy đó là một cái nhân duyên để chúng ta có được sự thành công, để có được một cái vị trí giữa cuộc đời. Đấy, chúng ta không dính vào cái danh lợi. Đôi khi vì danh vì lợi mà biết bao nhiêu người phải làm điều ác, vì danh vì lợi mà biết bao nhiêu người phải làm khổ đau cho người khác. Vì vậy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dù dòng đời này có như thế nào, dù 8 ngọn gió này có lai đảo như thế nào, chúng ta vẫn giữ cái tâm bình yên để học đạo. Mà khi tâm bình thì thế giới bình. Thưa quý vị, để kết thúc bài giảng hôm nay, chúng tôi xin được tặng quý vị một bài hát được mang tên là
lắng nghe và chuyển hóa. Vì sao? Vì bài giảng của chúng ta nói về cái khen nè, cái chê nè, cái nhục mạ này, cái vinh, là những cái đó là cái lời thị phi, là những cái lời nói bên ngoài. Hằng ngày mình phải lắng nghe, nhưng mà lắng nghe để làm gì? Lắng nghe để chuyển hóa, để thấy rằng những cái lời thị phi, những cái lời đó nó không thật, để dựng cái tâm mình tu và chuyển hóa những cái khổ đau để thành an lạc. Quý vị đồng ý không? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, hít vô mà tâm tính lặng, thở ra miệng mỉm cười, u buồn tan biến thật mau tan, tình tan tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để cho tâm tư héo sầu, ta cười ta thơ thật sâu, buồn tan biến thật mau tan, tình tan tình tan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối lời, chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa chủ trì, mọi Phật sự đều được viên thành, mọi sự cống hiến cho đạo pháp đều được thành tựu, và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn nuôi dưỡng tâm Bồ đề kiên cố và luôn luôn là những người đệ tử Phật chân chánh, để sau này chúng ta gặp nhau ở cảnh giới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành tâm cảm niệm công đức của Đại Đức Giảng Sư. Qua những lời giảng dạy thật sâu sắc của Thầy, chúng con hiểu được rằng trước tám ngọn gió của cuộc đời đã khiến cho con người phải trôi lăn trong kiếp hồng trần. Thầy đã dạy cho chúng con phương pháp tu tập làm sao để vững tâm an nhiên đối diện với cuộc đời đầy dâu vệ. Thầy dạy chúng con phải nhận thấy rằng tám ngọn gió đó đều là vô thường, và chúng con phải càng nhẫn nhục tinh tấn hơn nữa trên bước đường trần đầy dâu vệ. Chúng con cảm thấy thật hạnh phúc được đắm mình trong dòng sự pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn đã để lại qua lời giảng thật ý nghĩa của Thầy. Thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả trong khóa tu ngày hôm nay, chúng con thành kính cảm niệm ơn Đại Đức Giảng Sư vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh chẳng màng đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan mà Thầy đã quang lâm về chùa Diệu Pháp thân thương của chúng con. Chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, mãi là nhà hoằng pháp lỗi lạc với hạnh nguyện dấn thân, và luôn hoằng chuyên chánh pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh. Vào giờ này, xin mời toàn thể Phật tử chúng ta cùng cúng dường lên Đại Đức Giảng Sư một tràng vỗ tay thật lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này thời khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Diệu Pháp, chúng con đã thập phần viên mãn. Chúng con xin mời toàn thể Phật tử chúng ta đồng chắp tay cung kính Đại Đức Giảng Sư hồi quy phương trượng. Hoa tươi thắm kính dâng lên người, đem công đức hiến dâng cho đời, cho nhân thế.